Cô gái mồ côi. Đứng lại, các cháu cho bác kiểm tra túi. Bác khôn lanh nhỉ, mới nước mắt mà đã dở thói trộm cắp thế này. Bác sẽ báo cho bố mẹ các cháu. Nhà các cháu ở đâu? Ở làng trẻ Hòa Mi ạ. À, thì ra là trẻ mồ côi. Các cháu không được dạy, ăn cắp là xấu sao? Không cha không mẹ thì ai dạy? Mày biết gì mà nói? Thôi ngay, về đi. Lần sau đừng bén mảng đến đây nữa, nghe chưa? Không cha không mẹ thì lớn lên hư hỏng hết thôi. Em đừng khóc nữa. Mai chúng mình sẽ qua cửa hàng khác, bọn anh sẽ lấy cho em một hộp kẹo ngon hơn. Em không ăn kẹo nữa đâu. Em không muốn là một đứa trẻ hư hỏng. À, em buồn vì câu nói của bác bảo vệ hả? Ba anh em mình đều mồ côi, nhưng thân thiết với nhau hơn cả anh em ruột ấy chứ. Từ nay bọn anh sẽ thay cha mẹ chăm lo cho em và không bày cho em mấy trò xấu này nữa. Yên tâm đi. Nào, thế từ giờ chúng mình không ăn trộm nữa là được chứ gì? Em nín đi được không? Con gái đúng là đồ mít ướt. Liêu liêu. Anh không có được treo em nha. Cố lên, chỉ còn 10 chồng nữa thôi. Thảo, Thảo ơi, có chuyện gì thế? Các anh ơi, em được cô chú đây nhận nuôi. Chú cho cháu xuống tạm biệt hai anh được không ạ? Gọi ta là bố, từ giờ con là con ruột của chúng ta, không liên quan gì đến những đứa trẻ mồ côi ấy nữa. Con phải từ bỏ gốc gác của mình thì sau này mới thành người được xã hội trọng vọng. Anh chúc mừng sinh nhật em. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt các anh. Thảo, Thảo ơi. 20 năm sau. Dạ thưa bố mẹ, khách sạn nhà con đã chuẩn bị xong thực đơn cho tiệc cưới. Con mời bố mẹ vào thử và cho ý kiến ạ. À, việc đấy nhà con cứ quyết, sao cho hợp ý bố mẹ con là được. Bố mẹ con rất hài lòng khi cưới được cô con dâu xuất thân danh giá. Ông bà ta bảo lấy vợ cứ là phải xem tông, nhà danh giá mới sinh ra con danh giá, phải không ạ? À, em... Con rể nói đúng. Dạ, táo tợn thật. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Ơ, các anh. Kìa con, bố mẹ đang ở đây. Con định làm gì đấy? Em biết họ à? Ờ, làm sao mà Thảo nhà bác lại biết bọn đấy được? Chắc nhìn nhầm thôi cháu. Ê, trộm ngân hàng thì tù một công rồi. Nghe công an nói là trẻ mồ côi đó. Theo một nghiên cứu thì phần lớn thanh niên phạm tội đều từ là trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Con thấy cũng đúng. Cái gen sống bất chấp, vô trách nhiệm di truyền vào máu họ rồi. Tốt nhất là không nên dây dưa gì với mấy người ấy. Bố nhỉ? Mình không tin là các anh lại như thế. Chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Mẹ vào được không con? Ừ, dạ, mẹ vào đi ạ. À, con quen mấy đứa ấy hả? Đó là những người bạn của con hồi ở làng trẻ mẹ ạ. À, mẹ cũng đoán thế. Xã hội này nhiều khi định kiến lắm con ơi. Bố mẹ phải sống ở nước ngoài một thời gian trước khi đưa con về nước để che giấu xuất thân của con. Con làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, đừng để mọi chuyện... Nhưng con... Bên nhà trai mà phát hiện ra thì sẽ chẳng có đám cưới nào nữa đâu. Mà cuộc sống sau này của con cũng sẽ trắc trở đó. Em còn nhận ra anh không Thảo? Ừ, anh là ai mà biết tên của tôi? Tôi là cái đứa đã mách bảo vệ bắt mấy tên trộm kẹo ấy, nhớ ra chưa? Không cha không mẹ thì ai dạy? Ừ, tôi không biết. Chắc anh nhận nhầm tôi với ai rồi. Nếu cô cố tình không nhớ ra tôi thì... Hay là để tôi gặp chồng chưa cưới của cô hỏi xem sao ha. Anh... Chắc anh ta vẫn chưa biết cô là một đứa không cha không mẹ ở đâu. Chuyện con gái một gia đình danh giá kết hôn với con trai một chuỗi khách sạn 5 sao đăng đầy trên mặt báo. Giờ người ta mà biết cô con gái kia thực sự chỉ là một đứa trẻ mồ côi
thì gia đình danh giá và dối trá của cô sẽ như thế nào đây? Anh im đi. Nếu muốn tôi im thì hãy đưa tiền ra đây. 1 tỷ có quá ít không ta? Được rồi, anh cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh ngay. Nhanh gọn thật. Biết thế này tôi đã đến tìm cô sớm hơn, khỏi mất công tống tiền hai tên nghèo kiết kia làm gì. Ừ, anh đã làm gì các anh của tôi? Tôi chả làm gì cả. Tôi chỉ nói với họ như tôi vừa nói với cô thôi. Nhưng tiếc là họ chẳng có đồng nào, đành đi trộm ngân hàng, không may lại bị bắt. Tội nghiệp quá, mấy tên khốn khổ, không cha không mẹ thì chỉ đến thế thôi ha. Anh em ngay, chúng tôi mồ côi nhưng nhất định sẽ tốt đẹp hơn anh ngàn lần. Rồi anh xem. Tôi đang chống mắt lên xem đây. Đám cưới con trai chuỗi khách sạn 5 sao đã chính thức bị hủy bỏ sau khi nhà trai phát hiện ra sự dối trá đáng sợ của gia đình cô gái. Đây là một sự việc khiến dư luận xôn xao trong nhiều ngày qua. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Giờ chúng ta còn mặt mũi nào mà ra đường nữa chứ? Bố mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ. Con xin bố mẹ hãy hiểu cho con. Con không thể tiếp tục lảng tránh đi mà sống sung sướng được khi biết sự thật là các anh của con đã phải chịu thiệt thòi để bảo vệ sự dối trá này. Chúng con mồ côi nhưng chúng con muốn sống lương thiện. 2 năm sau. Các anh ơi. Thảo, em còn cười được à? Sao em dại thế? Đang sống sung sướng tự nhiên lại công khai sự thật làm gì? Giờ thì khổ rồi. Các anh biết hết rồi hả? Ở trong tù bọn anh cũng được đọc báo nên biết hết rồi. Thôi chuyện qua rồi mà. Được gặp lại các anh em vui lắm. 20 năm rồi còn gì. Em đã để dành hộp kẹo, chờ gặp lại các anh thì sẽ lấy ra cùng ăn với nhau. Trời ơi, kẹo không hết rồi còn đâu. Em vẫn ngố như trước em gái ạ. Vì em là em của các anh mà. Từ giờ cả nhà chúng mình sẽ không chia tách nữa các anh nhé. Vết xước. Cháu chào bà ạ. Mời bà vào xem hàng. Bà muốn mua một con mèo tặng khai trương cửa hàng của đứa cháu. Cháu tư vấn giúp bà nha. Bà tham khảo mẫu này xem ạ. Mẫu mèo này được thiết kế tay trái, có thể vẫy được. Các cửa hàng thường đặt hướng ra cửa để thu hút khách đó bà. Nó có ý nghĩa gì vậy cháu? Dạ thưa bà, nó tên là Lộc Tiến Vinh Hoa, có ý nghĩa mang tài lộc, phú quý đến cho gia chủ ạ. Ồ, hay quá vậy. Cháu lấy cho bà con đó đi. Dạ vâng ạ. Chà chà, hôm nay xem chừng có vẻ khách hàng dễ tính đấy. Hy vọng bán được nhiều hàng. Ồ, con mèo này bị lỗi rồi. Có một vết xước sơn đằng sau. Tiếc quá. Con mèo đẹp như vậy mà lại bị xước sơn. Cô ta làm cái gì vậy? Để cháu giới thiệu cho bà mẫu khác tương tự nha. Mẫu này nha bà, tên Tài Lộc Tấn Tới, cũng vẫy tay được, bán rất chạy. Mẫu đó cũng được đó. Lấy bà con đó đi. Cháu cảm ơn bà ạ. Lần tới bà lại ghé mua nữa nha. Bà cảm ơn cháu nhiều nha. Cô cho tôi xem con mèo bị lỗi đi. Dạ vâng ạ. Lần sau khách vào mua hàng cứ tư vấn con mèo này. Chỉ là một vết xước ở gần đấy, con mèo lại đặt trên thảm, không lộ được. Thưa ông, nhưng nhỡ người ta phát hiện được lại bảo cửa hàng ta bán mèo lỗi cho khách nữa. Cô không chỉ ai mà biết được chứ. Cô có biết tôi nhập về một con hết bao nhiêu tiền không? Không đẩy hàng đi thì tôi ôm về nhà mà trưng bày chắc. Dạ vâng thưa ông. Anh ơi, con mèo kia đúng là con mà chị Bích hàng xóm mới mua đó. Con mèo đó may mắn lắm, chắc chắn sẽ giúp cửa hàng nhà mình phát tài. Mua con đó đi anh. Con đó bao nhiêu tôi lấy? Thưa anh chị, nhưng... cô sao vậy? Chúng tôi đang rất vội đấy. Con mèo đó giá bao nhiêu? Anh chị à, con đó hơi bị lỗi một chút. Nếu anh chị vẫn muốn lấy thì em sẽ gói cho anh chị. Không thì anh chị chuyển qua mua con khác được không ạ? Bị lỗi sao?
Thôi vậy, mình đi chỗ khác xem đi anh. Hết lần này đến lần khác cô làm tôi bực mình. Thật thà cũng tùy lúc tùy chỗ chứ. Nhưng thưa ông. Không nhân nghĩa gì nữa. Tôi đã báo rồi, vết xước sờn nó rất nhỏ, lại đặt trên thảm ai phát hiện ra chứ. Trừ khi cô nói ra thôi. Hóa ra những lần tôi không ở cửa hàng, cô cũng đuổi khách đi như vậy à. Cô làm tôi khó chịu vô cùng. Cô không bán được thì nghỉ luôn đi, để tôi tuyển người khác. Nhiều ngày sau. Chào ông. Tôi muốn mua một chú mèo tặng tân gia nhà sếp. Ông chọn giúp tôi một con nha. Ông lấy con này rất đẹp. Nó tên Lộc Tiến Vinh Hoa, rất phù hợp tặng tân gia. Được đó, lấy tụi mẫu đó đi. Cho tôi cái hộp đẹp đẹp một chút nha. Kiểm tra cẩn thận giúp tôi, vì sếp tôi nổi tiếng là người kỹ tính, mà đây là dịp rất trọng đại. Ông yên tâm, cửa hàng chúng tôi tặng kèm cả thảm ngồi cho mèo nữa. Được vậy thì tốt quá. Phải là đi được con mèo xước sơn đó rồi. Nhẹ cả người. Chào ông, tôi đem mèo đến trả cửa hàng ông đây. Làm ăn như thế thì lần sau ai còn muốn vào đây mua bán gì nữa. Ông nhìn này, con mèo bị một vết xước rõ như vậy mà ông không kiểm tra gì hết đem bán cho khách. Xui quá, lão ta nhìn ra vết xước, tôi sáng ngày ra đã gặp chuyện rồi. Ông có chắc là con mèo này xước tại cửa hàng không? Nhỡ khi ông mang về ai đó làm xước thì sao? Sao? Ý ông là tôi cố tình làm xước rồi mang đến đây ăn vả ông sao? Không phải, ý tôi không phải vậy. Chỉ là hôm đó tôi không để ý thấy vết xước ở con mèo. Ông làm ăn thế này thì chết tôi rồi. Hôm đó tôi xách nó đến thẳng nhà sếp ăn tân gia. Sếp tôi là người rất kỹ tính. Khi lấy mèo ra khỏi hộp, đã nhìn thấy vết xước liền báo với tôi. Trước bao nhiêu khách khứa như thế, rồi họ bàn ra tán vào, làm tôi xấu hổ không chịu được. Thật là mất điểm trước mặt sếp quá mà. Thôi để tôi đổi cho ông con khác, chắc do tôi chưa kiểm tra kỹ. Thôi, tôi giải một lần là đủ rồi. Ta đi cửa hàng khác thôi em. Tặng khai trương gì mà mèo lỗi thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Chào bà. Bà muốn mua mèo thần tài phải không ạ? Đúng thế. Hôm trước tôi có mua ở cửa hàng ông một lần và rất ưng ý nên quay lại đây mua tiếp. Ủa, mà cô nhân viên hôm trước không thấy nhỉ? Nay cô ấy nghỉ làm hả ông? Vâng bà. Cô ấy tư vấn làm cho tôi rất là ưng ý. Con mèo hôm đó tôi tặng cho đứa cháu, ai đi qua cũng ngắm nhìn hết. Cháu tôi bảo nó vẫy mạnh như vậy chắc chắn sẽ mang lại nhiều tài lộc cho quán của nó. Vâng, đó cũng chính là ý nghĩa của mèo thần tài đó ạ. Mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Ông thật may mắn vì có được cô nhân viên vừa nhiệt tình lại thật thà như cô ấy. Hôm đó mà cô ấy không phát hiện ra vết xước thì tôi đã mua phải con mèo lỗi rồi. Cửa hàng làm ăn uy tín như thế làm cho khách hàng như chúng tôi tin tưởng lắm. Bởi vậy nên hôm nay tôi quyết định mua thêm một con nữa ủng hộ cửa hàng ông. Tôi bày ở nhà tôi á. Vậy bà lấy con đa phú quý này là hợp lý nhất hả? Hợp với bài tại gia, vừa trang trí vừa mang lại may mắn cho gia chủ. Được đó. Ông lấy con đó cho tôi đi nha. Đúng thật là mình đã nôn nóng mà tham bác bỏ mâm. Chỉ vì chút lợi nhỏ mà bỏ qua lợi ích khách hàng. Mình thật không bằng một cô bé nhân viên kia. Bá tước dạy con. Ồ, hôm nay trông cậu bảnh trai nhỉ? Hôm nào mình chẳng thế. Đúng là con của bá tước có khác. Trông xa, cậu rất giống ông ấy. Này, cậu có thấy thằng Betty kia không? Ồ, có. Sao vậy? Sao lúc nào nó cũng cứ lủi thủi một mình thế nhỉ? Mà trông nó cứ lôi thôi thế nào ấy nhỉ? Ồ, nó là con trai ông bán thang mà. Nhưng mà được cái thằng này học rất giỏi. Điểm phẩy của nó hầu như tháng nào chả cao nhất lớp. Bán thang à? Nhưng mình thấy ghét nó. Để mình treo nó xem sao.
Cát Lô, sao cậu lại ném mình thế? Cái gì? Ai ném? Sao cậu hồ đồ thế? Rõ ràng mình nhìn thấy tay cậu ném xong, vội cho vào túi rồi quay đi nhé. Này, đừng có mà vu khống nhé. Không ai thèm dây với cậu. Cái đồ... Cậu đúng là hèn. Có thế mà cũng không dám nhận, lại còn lấn át người ta chứ. Cậu bảo cái đồ gì chứ? Cái đồ... Ba cậu là đồ bân tiện. Cậu nói cái gì? Sao cậu dám nói ba tôi là đồ bân tiện? Bán thằng không phải là đồ bân tiện hay sao? Thưa thầy, cháu Cát Lô là cháu nào đấy ạ? Ồ, Cát Lô, còn bá tước Nobis, có việc gì thế ông? Không hiểu chúng cãi nhau, xích mích gì, việc đó là của chúng. Nhưng sao lại lôi tôi vào cuộc chứ? Cháu Cát Lô dám nói với thằng Betty của tôi là ba mày là đồ bần tiện. Ồ, thật vậy sao? Chào thầy ạ. Kìa, ông Nobis đã đến. Vừa khéo, ông này đang đến phàn nàn vì Cát Lô đã nói với con ông ấy bằng câu ba mày là đồ bần tiện. Có thực con đã nói thế không? Con xin lỗi Betty đi. Thưa ngài, thôi khỏi. Con hãy nói câu này. Betty ơi, tôi xin lỗi bạn về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã trót nói phạm đến cha bạn. Người cha mà cho tôi rất lấy hân hạnh được bắt tay. Thưa cha, con... Nào, hãy nói đi, bà đang chờ con nói đây. Dạ, con... Betty ơi, tôi xin lỗi bạn về lời bất nhã và vô ý thức mà tôi đã trót nói phạm đến cha bạn, người cha mà cha tôi rất lấy hân hạnh được bắt tay. Chào ông, tôi là Nobis. Dạ, chào ông, rất hân hạnh được biết ông. Thưa thầy, xin thầy làm ơn cho hai đứa trẻ này ngồi liền nhau. Ồ, được rồi, tôi sẽ sắp xếp theo yêu cầu của ngài. Xin chào thầy, cảm ơn đã làm phiền. Nào, cả lớp ổn định trật tự, chúng ta bắt đầu bài mới nhé. Trước khi vào bài mới, các em hãy nhớ tấn kịch mà các em vừa được xem. Đó là một bài học hay nhất trong năm đó. Bắt chước. Rết. Ngoan lắm. Tao có quà cho mày đây. Rết, bắt đây. Sao anh chó được ông chủ quý thế chứ? Chúng ta làm sao mà ghen tị với anh chó được? Anh ấy là giống chó quý, ông chủ mất bao nhiêu tiền mới mua về được đấy. Tôi nhìn cái mặt anh chó mà ghét, cứ hưng hà hưng hở, xoăn xoa xoăn xích. Ông chủ cứ đi vắng thì thôi, chứ cứ về đến nhà là câu đầu tiên thế nào cũng rét đâu, rét ơi. Mà anh nói cũng phải, chẳng buồn cho hai chúng ta. Suốt ngày bị cột ở sân này, chẳng ai thèm đối hoài hỏi thăm. Thôi, mỗi người một phận, biết làm sao được chứ. À, này, anh có tin tôi cũng làm được cho ông chủ quý không? Anh á, phải, tôi nghĩ anh chó thật ra cũng có gì giỏi giang. Chỉ cần biết cách là được thôi, không khó. Anh nói thật á? Rồi, tôi sẽ làm cho anh thấy. Để xem từ nay anh ta có còn được yêu chiều nữa không.
Sao hôm nay ông chủ về muộn thế nhỉ? Đói rồi. Thôi, đi loanh quanh kiếm cái gì ăn trước đã. Red, 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 mày đâu rồi? Ai nhỉ? Nó chạy đâu mất rồi? Anh xem tôi đây này. Cái con lừa này, mày làm gì thế? Hôm nay nó làm sao thế? Chắc là sắp được rồi. À, còn bài này nữa. Ôi trời ơi, cái con lừa chết tiệt này, đồ điên, đúng là con lừa điên mà. Này thì nhảy nhót này, dám dẫm vào chân ông hả, đồ điên vậy. Cậu Hồng định như anh chó, đạt thế còn gì. Tôi làm đúng như những gì anh chó làm mà sao lại thế này. Anh ngốc thế, bởi vì anh là lừa. Lừa không thể giống chó được. Có cần lấy muối không? Một hôm, gia đình nhà rùa quyết định đi picnic. Với bản tính chậm chạp của mình, chúng mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Chúng mất thêm 4 năm nữa để đến nữa, 2 năm để tìm ra một chỗ cắm trại như ý, rồi thêm 6 tháng mới dọn dẹp và bày biện xong đồ đạc. Hình như thiếu cái gì đó hay sao ấy. Khó nuốt quá. Trời ơi, thế mà không nhận ra. Cái gì cũng có, thiếu mỗi muối thôi. Chúng ta đen đủi quá, không có muối thì làm sao ăn được những món nhạt nhẽo này chứ. Trời ơi, mất hết cả thú vị rồi. Sau hơn một tháng tranh cãi, rùa nhí, một chú rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất, được giao nhiệm vụ về nhà lấy muối. Vừa nghe vậy, rùa nhí đã giãy nảy lên từ chối. Nhưng rồi trước sự thuyết phục của mọi người, cậu đành phải đồng ý. Thôi được, tôi sẽ về lấy muối vậy. Nhưng các anh phải hứa với tôi một việc. Được rồi, nói đi. Không ai được ăn bất cứ thứ gì trước khi tôi quay trở lại. Được rồi, cứ yên tâm đi. Thời gian cứ trôi đi, hai chú rùa chờ mãi bên bàn tiệc. Nhưng rồi 3 năm trôi qua mà rùa nhí vẫn chưa trở lại. Rồi 5 năm, 9 năm, 17 năm. Trời ơi, sao rùa nhí quay về lâu thế? Tôi đổi quá rồi, không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi cũng thế đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên ăn một miếng bánh trước đi, chứ chờ đợi mãi thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ. Đấy, đấy, tôi biết ngay mà. Tôi biết các anh không đợi tôi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu. Thì ra hai chú rùa lớn đã quá lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà mình mong muốn thay vì bắt tay vào làm. Còn rùa bé thì quá lo lắng về những điều mà người khác đang làm trong khi vắng mặt mình, đến nỗi không bao giờ làm được gì cho mình cả. Bài học từ sự thất bại. Văn, nửa đêm rồi con vẫn còn học bài sao? Cháo mẹ vừa nấu đây, con ăn đi cho nóng. Kìa mẹ, khuya rồi sao mẹ vẫn chưa đi ngủ, lại còn vất vả nấu cháo nữa. Mẹ cứ mặc con đọc sách thêm một lát rồi sẽ ngủ ngay. Tội nghiệp con,
cả ngày đi rừng kiếm củi, lại lo việc đồng án, tối về cũng chẳng nghỉ ngơi, lại còn ngồi vào bàn học cả đêm nữa. Con phải chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt thì mới mong cuộc sống có cơ thay đổi, mới báo hiếu được cho mẹ. Kỳ thi hương sắp đến rồi, con phải chăm chỉ ngày đêm. Mẹ khỏi lo cho con, mẹ cứ đi nghỉ trước đi ạ. Vậy mẹ không làm phiền con nữa, con cũng nên đi ngủ sớm một chút, giữ gìn sức khỏe nha con. Vâng, con biết rồi ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Đỗ Văn đó hả? Thầy đang sửa bài cho con đây. Dạ, thưa thầy, thầy thấy sao ạ? Bài viết của con gần đây tiến bộ nhiều, số bài con nộp còn gấp mấy lần các bạn. Chắc con đã bỏ không ít công sức. Dạ, kỳ thi sắp tới rồi, con nào dám lơ là. Con tranh thủ đọc thêm sách vở và làm bài bất cứ lúc nào có thể. Chỉ mong thi cử đỗ đạt mới làm nên công danh sự nghiệp ạ. Con nghĩ vậy phải lắm, không hổ danh là học trò giỏi nhất của ta. Với tài văn chương thế này, nhất định con sẽ đỗ cao. Cuối cùng cũng đến ngày thi, ta nhất định phải đỗ. Vinh Hiển về làng để báo ơn thầy và mẹ. Kết quả thì đã dán rồi kìa, mau lại xem kìa. Hồi hộp quá, cầu trời cho mình thi đỗ. Hả? Không có tên mình. Thế là mình trượt rồi sao? Sao có thể như thế được? Mình đã tốn bao công sức chăm chỉ học hành mà bảng vàng lại chẳng có tên. Không lẽ nào... Trời ơi, người không có mắt hay sao? Công sức bấy lâu nay thế là đổ xuống sông xuống biển, ta còn mặt mũi nào về gặp mẹ gặp thầy? Trời đã muốn tuyệt đường sống, chẳng thà... Cậu tỉnh lại rồi. Anh là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi họ Lê, tên Dương. Cậu còn chưa đi gặp Diêm Vương đâu. Ban nãy tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu lao xuống nước, may mà tôi nhảy xuống kịp. Lê Dương, cái tên quen quá. Phải chăng anh chính là Lê Dương, người đã đứng đầu bảng vàng kỳ thi năm nay? Đúng vậy, tôi đổ đầu kỳ thi năm nay. Phải như thế chứ, thế mới đáng sống. Anh cứu tôi mà làm gì? Có gì mà đáng với không đáng? Ai mà chả phải sống? Có cái chuyện gì tồi tệ lắm hay sao mà cậu lại định làm việc dại dột? Cuộc đời tôi đã coi như phước đi, tiếp tục sống cũng có ý nghĩa gì? Cuộc đời nào cũng đáng sống cả. Cậu gặp chuyện gì cứ nói ra, biết đâu tôi giúp được. Chẳng ai giúp được tôi cả. Tôi linh kinh dự thi lần này, những mong sẽ đỗ đạt làm quan, ghi danh bảng vàng, về dinh quy bái tổ. Ai ngờ giờ tôi không còn mặt mũi nào gặp mẹ gặp thầy nữa. Vì thế mà cậu định quyên sinh sao? Người đỗ đạt như anh không hiểu được đâu. Mấy năm nay tôi dốc sức học hành, không ngại khó ngại khổ, mọi người cũng đều dốc lòng chăm lo ủng hộ, ai cũng tin tưởng tôi sẽ đỗ đạt cao. Bây giờ như thế này, tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chứ? Nếu suy nghĩ như cậu, chắc tôi chết mấy lần rồi. Anh nói gì kia? Cậu nghĩ tôi đổ đầu đơn giản vậy sao? Tôi thi lần này đã là lần thứ 3, mấy lần trước tôi đều ra về tay trắng. Vậy là anh cũng... Phải, tôi cũng từng thất bại rất nhiều lần là đằng khác. Nếu tôi giống cậu, chắc đã bỏ mạng cho Hà Bá từ lâu rồi. Không có thành công nào là dễ dàng cả. Như tôi đi thi đến 3 lần, nhiều khi cũng cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ lần sau nhất định là một cơ hội khác, nên quyết tâm không bỏ cuộc. Còn cậu mới thất bại lần đầu, cậu định sẽ bỏ cuộc mãi mãi hay sao? Tôi từ bỏ hay không là tùy cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, nếu không có 2 lần thi trước,
thì tôi sẽ không bao giờ có lần thi thứ ba này và có được thành công như hôm nay. Lê Dương, cảm ơn anh, tôi đã hiểu rồi, nhất định tôi sẽ không từ bỏ. Cảm ơn anh đã đánh thức tôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.